Xin trân trọng kính chào các bạn đã đến với kênh video online Thuốc và Sức Khỏe. Kênh chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thuốc và sức khỏe đến với các bạn hàng ngày. Mong các bạn đăng ký kênh để theo dõi. Chân thành cảm ơn các bạn. Thằng Dược chữa bệnh tiểu đường cực dễ kiếm mà ít ai ngờ tới. Chúng tôi xin mách độc giả một loại thảo dược vừa dễ kiếm lại vừa trị bệnh tiểu đường cực kỳ hiệu quả. Đó là lá xoài non. Trong y học phương Đông, bệnh tiểu đường hay còn gọi là đái tháo đường thuộc chứng bệnh tiêu khát. Bên cạnh việc chữa trị bằng thuốc tây thì người bệnh có thể áp dụng một số cách trị tiểu đường từ thảo dược tự nhiên cũng rất tốt. Dùng thảo dược chữa bệnh tiểu đường vừa an toàn, hiệu quả, không gây ra những tác dụng phụ. Hơn nữa, những loại cây thuốc chữa tiểu đường lại có sẵn và rất dễ kiếm ở Việt Nam. Dưới đây, chúng tôi xin mách độc giả một số loại thảo dược dễ kiếm lại vừa trị bệnh tiểu đường cực kỳ hiệu quả, đó là lá xà non. Xoài là một loại cây có dược tính rất cao, ngay cả lá xoài cũng có thể dùng làm vị thuốc trị tiểu đường cực tốt. Theo y học cổ truyền, lá có vị chua ngọt, tính mát, có tác dụng làm mát, lợi tiểu, chống xa nội tạng, được dùng trị bệnh hô hấp trên như ho, viêm phế quản cấp hay mãn tính, phù thủng. Hơn nữa, trong lá xoài có chất anthocyanin có tác dụng hạ đường huyết, phòng các biến chứng ở mát và mạch máu do bệnh tiểu đường. Kết quả nghiên cứu ban đầu của Đại học Queensland, Úc cho thấy một số trường hợp trong chất xoài có tác dụng chữa bệnh tương tự như các loại thuốc trị tiểu đường và làm giảm cholesterol. Chính vì thế, nhiều bác sĩ châu Âu đã sử dụng lá xoài như một phương thuốc hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường vô cùng hiệu quả. Những kết quả nghiên cứu đều cho thấy chỉ số đường huyết của xoài rất thấp, khoảng 41-60. Do đó, xoài không gây ảnh hưởng lớn nào đến việc làm tăng lượng đường trong máu của chúng ta. Cách dùng lá xoài điều trị bệnh tiểu đường. Lấy khoảng 5 lá xoài non cắt sợi rồi cho vào cốc. Đổ nước sôi vào rồi để qua đêm. Mỗi sáng uống hết ly nước xoài này, bỏ phần xác. Ở thành thị, hiếm xoài thì có thể dành bằng cách phơi lá cây này trong bóng râm cho đến khi khô, đêm nghiền thành bột, dùng vào một buổi sáng và buổi chiều, mỗi lần nửa muỗng cà phê bột lá xoài pha loãng với ly nước đầy. Lưu ý, vì bài thuốc này giúp làm giảm lượng đường trong máu rất là công hiệu, nên cần lưu ý không áp dụng nhiều lần trong ngày vì có thể khiến cho lượng đường huyết giảm quá thấp gây nên chứng hạ đường huyết rất nguy hiểm. Không nên uống nước lá xoài gần với các loại thuốc khác, tốt nhất là uống cách nhau chừng 2-3 tiếng để không làm ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ của các loại điều trị khác. Cảm ơn các bạn đã xem kênh video Thuốc và Sức Khỏe. Mời các bạn đăng ký để cập nhật thông tin mới nhất và chia sẻ. Trân trọng cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại những video sau.